Welcome to dạyhay.com. Our lesson today is Unit 1, Skills 1. Chào mừng các em đã quay trở lại với trang lời dạyhay.com. Ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu về phần Unit 1, Skill 1. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về phần Reading, Activity 1. Look at the pictures. What activities can you see? Nhìn vào những bức tranh. Và bạn có thể nhìn thấy các hoạt động nào? Chúng ta nhìn vào các hình A, B và C. Hình A chúng ta thấy các bạn đang chạy xe đạp. Vậy thì đây là hoạt động đạp xe. Đó sẽ là cycling. Tiếp theo, qua đến the picture B. Chúng ta có các bạn này đang tự làm đồ dùng. Thì chúng ta sẽ có hoạt động là doing DIY. Và cuối cùng, picture C. Chúng ta có các bạn này đang tiến hành nấu ăn. Hoạt động nấu ăn trong tiếng Anh là cooking. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến activity 2. Read about Trang's leisure activities. Choose the correct answer. Đọc về các hoạt động giải trí của Trang và chọn đáp án đúng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đọc bài này. Some teenagers enjoy spending free time with their friends. Others prefer doing leisure activities with their family members. I love spending time with my family because it's a great way to connect with them. At the weekend, we usually go for a bike ride. We cycle to some nearby villages to enjoy the fresh air. We take photos and look at them later. My big brother and I are also into cooking. My brother looks for easy recipes. After that, we prepare the ingredients and cook. Sometimes the food is good, but sometimes it isn't. Nevertheless, we love whatever we cook. The leisure activity I like the most is doing DIY projects with my mom. She teaches me to make my own dresses and doll clothes. On special occasions, we make special dresses together. Once I won the first prize in a costume contest at my school. Bây giờ thì cô và các em sẽ cùng dịch đoạn này. Các thanh thiếu niên thì tận thích dành thời gian rảnh với bạn bè của họ. Những người khác thì lại thích làm các hoạt động giải trí với gia đình, với các thành viên trong gia đình. Tôi thì thích dành thời gian của tôi với gia đình bởi vì đó là một cách tốt để kết nối với họ. Vào cuối tuần, chúng tôi thường đi đạp xe. Chúng tôi đạp xe đến một số ngôi làng gần đó để tận hưởng không khí trong lành. Chúng tôi chụp những bức ảnh và xem nó lúc sau. Em trai của tôi và tôi cũng thích nấu ăn. Em trai của tôi thì tìm kiếm những cái công thức nấu ăn dễ. Sau đó thì chúng tôi chuẩn bị nguyên liệu và nấu ăn. Thỉnh thoảng đồ ăn thì ngon, nhưng thỉnh thoảng thì lại không. Tuy nhiên, chúng tôi rất thích những gì mà chúng tôi nấu. Hoạt động giải trí mà tôi thích nhất là làm các dự án đồ dùng tự chế với mẹ của tôi. Bà ấy đã dạy tôi cách làm cái váy cho bản thân của tôi và cũng như quần áo cho búp bê. Vào những dịp đặc biệt thì chúng tôi Hoạt động giải trí mà tôi thích nhất là làm các dự án đồ dùng tự chế với mẹ của tôi. Bà ấy đã dạy tôi cách làm những chiếc đầm cho bản thân mình và quần áo cho búp bê. Vào các dịp đặc biệt thì chúng tôi làm ra những chiếc đầm đặc biệt cùng với nhau. Tôi đã từng thắng giải nhất trong cuộc thi trang phục ở trường tôi. Bây giờ sau khi đọc hiểu thì cô và các em sẽ cùng tiến hành làm question number 1 và question number 2. Question number 1. The test is about Trang's leisure activities. A.
Mình có in the past, B with her friends, C with her family. Người ta hỏi đoạn văn thì viết về hoạt động giải trí của Trang, A trong quá khứ, B cùng bạn bè của cô ấy và C với gia đình của cô ấy. Vậy thì chúng ta đọc hiểu và chúng ta sẽ thấy là có thông tin I love spending time with my family. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ dùng đáp án đó là câu C, cùng gia đình của cô ấy. Number two, the word connect is closest in meaning to. Từ vựng connect thì gần nghĩa nhất với cái nào? A, join with something, tham gia vào cái gì đấy. B, better understand someone, hiểu ai đó hơn. C, speak to someone by phone, nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án đó là A. Connect mang nghĩa là kết nối, nghĩa là chúng ta tham gia vào một cái gì đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đến activity number 3. Read the test again and answer the questions. What does Trang do with her family members at the weekend? Trang làm gì với gia đình của cô ấy vào thời gian cuối tuần? Number 2. Who looks for recipes when Trang and her brother cook? Ai thì đi tìm công thức khi mà Trang và em trai của cô ấy nấu ăn? 3. Which leisure activity does she love the most? Hoạt động giải trí nào mà cô ấy thích nhất? 4. What does Trang's mom teach her to do? Mẹ của Trang đã dạy cô ấy làm gì? Và number 5. What did she win? Cô ấy đã thắng cái gì? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiến hành giải cả 5 câu. Chúng ta có number 1. What does Jane do with her family member at the weekend? Trang làm gì với gia đình của cô ấy vào cuối tuần? Chúng ta đọc đoạn văn. Ở đoạn số 2, at the weekend, we usually go for a bike ride. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ viết đáp án. Number 1. They, mình có thể dùng là Trang và gia đình của cô ấy. Trang and her family. Usually go for a bike ride. Tiếp theo, number 2. Who looks for recipes when Trang and her brother cook? Ai tìm kiếm công thức nấu ăn khi Trang và em trai của cô ấy nấu ăn? Vậy thì ở đây chúng ta nhìn my brother looks for easy recipes. Đó là em trai của tôi thì tìm công thức nấu ăn dễ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi là Trang, em trai của Trang sẽ là Trang's brother. Và mình ghi lại là look for easy recipe. Tiếp theo, number 3. Which leisure activities does she love the most? Hoạt động giải trí nào mà cô ấy thích nhất? Chúng ta nhìn vào đoạn văn. Có thông tin như sau. The leisure activity I like the most is doing DIY projects with my mom. Vậy thì ở đây chúng ta điền là hoạt động giải trí mà tôi thích nhất là làm các dự án đồ tự chế với mẹ của tôi. Vậy thì mình sẽ dùng là she loves doing
DIY projects with her mom. Cô ấy thích làm các dự án đồ tự chế cùng với mẹ. Number 4. What does Trang's mom teach her to do? Mẹ của Trang đã dạy cô ấy làm gì? Chúng ta có thông tin là she teaches me to make my own dresses and draw clothes. Cô ấy dạy tôi cách làm các bộ quần áo tự làm và quần áo cho búp bê. Vậy thì mình sẽ dùng là Trang's mom teaches her to make her own dresses and draw clothes. Tiếp theo, mình có câu cuối cùng. What did she win? Cô ấy đã từng thắng cái gì? Vậy thì đoạn đầu tiên, đoạn cuối cùng chúng ta có Once I won the first prize in a costume contest at my school. Tôi đã từng thắng giải nhất ở cuộc thi trang phục tại trường của tôi. Vậy thì mình sẽ trả lời là cô ấy đã thắng ha. She won. Câu hỏi ở thì quá khứ nên chúng ta sẽ chia chữ win ở quá khứ đó là won the first prize. In a costume contest at her school. Vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành xong activity number 3. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển đến phần speaking. Activity number 4. Work in groups. Take turns to ask and answer the question. Làm việc theo nhóm. Thay phiên nhau hỏi và trả lời những câu hỏi. Ở đây chúng ta có 3 câu hỏi. Number 1. What leisure activities do you usually do with your family? Number 2. Which one do you like the most and why? Number 3. How do you feel when you spend time with your family members? Hoạt động đầu tiên, câu hỏi đầu tiên, hoạt động giải trí nào mà bạn thường hay làm với gia đình của bạn? Câu số 2, cái nào mà bạn thích nhất và tại sao? Câu số 3, bạn cảm thấy như thế nào khi bạn dành thời gian với các thành viên trong gia đình? Cô sẽ có một đoạn hội thoại mẫu như sau. Đây là đoạn hội thoại trả lời 3 câu hỏi giữa bạn A và bạn B. A là người hỏi và B là người trả lời. What leisure activities do you usually do with your family? I usually play football with my family at the weekends. We also go to the cinema to relax. Which one do you like the most? Why? I like playing football the most because it helps me relax and reduce stress. How do you feel when you spend time with your family members? I feel extremely happy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc hiểu bài này nhé. Hoạt động giải trí nào mà bạn thường làm cùng gia đình của bạn? Tôi thường chơi bóng đá với gia đình của tôi vào cuối tuần. Chúng tôi cũng đi đến rạp phim để thư giãn. Hoạt động nào mà bạn thích nhất? Tại sao? Tôi thích chơi bóng đá nhất bởi vì nó giúp tôi thư giãn và giảm stress. Bạn cảm thấy như thế nào khi dành thời gian cùng với các thành viên trong gia đình của bạn? Tôi cảm thấy cực kỳ vui. Vậy là đây là đoạn hội thoại hoàn chỉnh mà các em có thể dựa vào đây để hỏi cùng với nhóm của mình. Sau khi các em hỏi xong thì chúng ta sẽ tiến đến yêu cầu kế tiếp. Record your friends' answers in the table below. Ghi lại các câu trả lời của bạn dưới bảng bên dưới. Cột đầu tiên là friend's name, là tên. Các em sẽ viết tên của các bạn của mình. Tiếp theo mình có cột thứ hai là question 1. Chúng ta sẽ ghi nhận lại câu trả lời tương ứng cho câu 2 và câu 3. Sau đó thì sau khi hoàn thành xong bảng, chúng ta sẽ tiến hành di chuyển sang activity number 5.
Report your group members' answer to the class. What activities are the most common? Báo cáo các kết quả của các thành viên trong nhóm của bạn trước lớp. Những hoạt động nào là những hoạt động phổ biến nhất? Ở đây, khi các em đã phỏng vấn các bạn của mình, thì chúng ta sẽ chọn ra hoạt động phổ biến nhất ở câu trả lời đầu tiên dựa trên hoạt động nào được các bạn lựa chọn nhiều nhất. Giả sử ở đây cô phỏng vấn được ba bạn và ba bạn của mình thì sẽ có hoạt động nấu ăn là hoạt động phổ biến nhất. Vậy thì cô sẽ tiến hành trả lời câu hỏi như sau. Các em có thể dựa vào đây tham khảo nhé. Cô sẽ nói là sau khi thảo luận với các thành viên trong nhóm của mình, after discussing with member in our group, chúng tôi nhận thấy rằng we find that. Giả sử mình có hoạt động nấu ăn là hoạt động phổ biến nhất, giả sử là chúng tôi nhận thấy rằng cooking is the most, là hoạt động phổ biến nhất, popular activity trong nhóm của tôi sẽ là in our group. Giả sử thì phía sau hoạt động nấu ăn, chúng ta vẫn còn một hoạt động phổ biến thứ hai, đó là hoạt động chơi bóng đá. Vậy thì chúng ta có thể vẫn thêm một câu vào, đó là also. Also này mang nghĩa là cũng. Almost member, hầu hết các thành viên. Trong nhóm của chúng tôi, in our group, are, cô có thể dùng cấu trúc thích, đó là are, to be keen on, to be keen on playing football. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại câu báo cáo trước lớp cho phần hoạt động số 5. After discussing with members in our group, we find that cooking is the most popular activity in our group. Also, almost members in our group are keen on playing football. Sau khi thảo luận cùng với các thành viên trong nhóm của chúng tôi, thì chúng tôi nhận thấy rằng nấu ăn là hoạt động phổ biến nhất trong nhóm. Đồng thời thì các thành viên trong nhóm của chúng tôi cũng thích chơi bóng đá. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong activity number 5. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay thì cô muốn các em lưu ý một số từ vựng mà ngày hôm nay chúng ta đã học được. Từ vựng đầu tiên chúng ta có đó là connect, mang nghĩa là kết nối. Từ vựng thứ hai chúng ta có là recipe, là công thức nấu ăn. Number 3, prepare, là chuẩn bị. Number 4, ingredient, là nguyên liệu. Number 5, contest, là cuộc thi. Number 6, village, là ngôi làng. Number 7, spend, là dành ra. Vậy là cô và các em đã hoàn thành các bài tập của phần Skills 1, Unit 1. Các em hãy truy cập vào trang lời giải 2.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong các video bài giảng tiếp theo.